Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn. Một huyền thoại off-road trên thế giới. Ngay bên phải tôi, Mercedes G63 AMG 2014. Và một huyền thoại tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser 2016 mới tinh luôn. Chiếc này hiện đang có giá là 7 tỷ. Còn mới nhá, 2016 nhưng còn mới nguyên đấy, nhập Mỹ bạn ạ. Và đây là chiếc 2014 đã ra biển là 7,5 tỷ. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn xe nào? Đẳng cấp hai xe đương nhiên sẽ hoàn toàn khác nhau. Ở đây tôi muốn nói về giá trị. Và điều đầu tiên các bạn hãy nghe. Chúng ta hãy nghe nhé. Vì sao mẫu xe này lại là huyền thoại? Đã là xe thì đều là đáng để mua cả. Nhưng một chiếc xe mà các ông chủ dầu mỏ ở Trung Đông này phải mê mẩn này, ngay cả thậm chí trở thành chiếc xe để chở giáo hoàng, thì chỉ có thể là Mercedes G AMG mà thôi. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ, hãy lắng nghe. Ôi, ngay cái việc bước lên lúc nãy, xin lỗi các bạn, bước chưa được sang lắm, nó có bậc ở đây rồi. Cái gì đấy ạ? Cái gì đấy ạ? Các bạn hãy nghe nhá. Ui. Vâng. Chỉ có tiếng nổ thôi mà. Vâng. Rồi. Đây. Tôi gọi là chúa Sơn Lâm. Còn bây giờ chúng ta hãy xem một chúa Sơn Lâm bên cạnh tôi đây là gì. Để xem chúa Sơn Lâm này là nó gầm gừ như thế nào nhá. Các bạn hãy nghe nào, các bạn hãy nghe giúp ạ. Đấy. Vâng, thưa các bạn. Một huyền thoại Eagle Class. Và một huyền thoại tại Việt Nam cũng rất phổ biến, Toyota Land Cruiser. Đó. Hai âm thanh có thể nói lên tất cả. Nhưng vấn đề ở đây là giá bán. Giá bán trên thị trường, như tôi đã nói rồi, 7 tỷ mới, nhưng model 2016 nhập Mỹ 7,5 tỷ đã ra biển rồi. Nếu như mẫu xe này mà ra biển thì bây giờ giá cũng tương đương. Thực sự là tôi cũng rất băn khoăn. Nếu như tôi là ông chủ dầu mỏ hoặc là một người cực kỳ am hiểu về chất mẹ G thì có lẽ tôi sẽ chọn Eagle Class. Nhưng nếu như tôi là một người chỉ muốn một phương tiện di chuyển bình thường, cái gì nó cũng êm, cái gì nó cũng bình, thì chắc chắn khả năng cao nó sẽ là Land Cruiser. Chiếc này thì rất xứng đáng trong bộ sưu tập thưa các bạn. Rất xứng đáng luôn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem nhé. Một chiếc xe G63 AMG Biturbo động cơ V8 5.5 lít nhưng mà là Biturbo, 544 mã và 760 Nm. Đó. Chỉ nghe đến tới chỉ số công suất thôi thì chúng ta đã thấy là cái sức mạnh nó như thế nào. Nhưng câu chuyện G ở đây thì các bạn sẽ thấy là từ những cái năm 70 rồi, cái dáng vuông vức bao nhiêu năm không thế. Bởi vì đơn giản tôi là huyền thoại, bao nhiêu năm tôi vẫn không thay đổi, tôi vẫn thế thôi, tôi vẫn vuông nắp capo, đèn vuông, đèn này đèn billet 20 đời 2014 các bạn. Rồi cảm dưới và thiết kế kính thì nó dốc ngược lên như thế này. Tất cả các mặt kính bên là phẳng và rất là thoáng. Thực ra nói về thiết kế như vậy thì chúng ta nhìn chúng ta cũng có thể thấy được rồi. Bạn có thể yêu, bạn có thể thích. Nhưng chiếc này nó còn vượt hơn cả cái sự yêu và thích bởi cái giá trị huyền thoại của nó. Thưa bạn, giá trị của nó nằm ở khối động cơ. Mỗi kỹ sư chế tạo ra động cơ. Ngay bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo lên cho các bạn thấy.
Rồi. Rồi. One man, one engine này ạ. Lắp ráp bằng tay AMG. Đây là cái điều đặc biệt trên AMG 63. Xin thưa với các bạn, AMG Styling là dòng 43, AMG Sport là 45. Nhưng mà thực chất AMG Performance, đây mới là cái giá trị của AMG. 5.5. Những cái điều đặc biệt trên cái G, dòng G này ấy, khi mà tôi nói chuyện với cả tổng giám đốc của Mercedes-Benz tại Việt Nam thì ông ấy có chia sẻ rằng đây là chiếc xe duy nhất trên thế giới nó có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ trừ duy nhất một điều, đấy là cất cánh như máy bay. Nhưng hơi đáng tiếc một chút, thực sự tôi chưa được làm gì với nó cả. Mà tất cả những chiếc xe G tôi tiếp xúc, nói thật là nó cũng chỉ đang đứng một chỗ mà thôi. Còn cái kiểu như chạy chạy nhẹ nhẹ trên đường thì đó không phải là G-Class thưa các bạn. G-Class này mỗi khi sinh ra nó đều được chạy thử trên một con đường off-road cực kỳ khủng khiếp ở Áo. Và nó chạy 2.000 km liên tục thưa các bạn. 2.000 km liên tục nó mới thể hiện một chiếc xe off-road nó như thế nào. Dầu nó nóng, máy nó nóng, nước nó sôi, phanh rồi hệ thống treo vân vân. Tất cả những thứ đó nó chạy 2.000 km liên tục. Liệu chiếc xe bên cạnh này có chịu nổi không? Đấy là một câu hỏi mà có lẽ chỉ có cách là mang những chiếc xe này cũng chạy như thế thì mới có được cái câu trả lời chính thức từ các bạn. Và có lẽ G-Class là dòng xe tại thời điểm này, để xem nào, có lẽ là duy nhất trên thế giới mà xuất xưởng khỏi nhà máy được trang bị 3 khóa vi sai, cầu trước, trung tâm và cầu sau. Và thưa các bạn, cái điều đấy nó biến là khoảng thành ông hoàng của địa hình. Và đó có lẽ là cái điểm mà chính bác tổng giám đốc của Mercedes-Benz dám chia sẻ như vậy. Thật tiếc là tôi chưa được chạy một cách phũ phàng, một cách thực tế. Không nói câu chuyện chạy trên đường nhựa nhé. Đường nhựa nhẹ nhẹ này, nói thật sự với các bạn, thưa các bạn luôn, là dòng G này là một trong những chiếc xe mà có thể ôm cua, một chiếc xe SUV mà có thể ôm cua với tốc độ cực kỳ nhanh, thì đó là G. Tất cả những cái đường nét thiết kế thì thưa các bạn có thể nhìn thấy được những cái chi tiết cánh cửa vuông, rồi là những cái khóa từ những đời ơ kìa bây giờ vẫn được dùng, nó vẫn khớp. Thì thực sự cái này, những cái thiết kế này nó là sự bảo thủ. Bàn lề lòi ra ngoài, bô hướng sang bên cạnh với những tiếng gào thét của một ông vua sư tử thì đó là rất đơn giản. Nhưng mà cái giá trị nằm bên trong của nó rất là lớn thưa các bạn. 3 khóa bi sai, tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ mất 5,4 giây. Nếu như mà nói tôi nhớ không nhầm thì là G63 này, AMG này đã từng lọt vào top 10 mẫu SUV có khả năng tăng tốc nhanh nhất trên thế giới. Và nếu như nói về mẫu xe bên cạnh thì tôi nghĩ rằng đây cũng xứng đáng là một trong 10 mẫu xe có khả năng tăng tốc chậm nhất trên thế giới. Và nhưng với Land Cruiser tôi không cần tăng tốc nhanh, tôi cần những cái giá trị khác. Quay lại tiếp với chiếc G thưa các bạn, chúng ta hãy xem một mẫu xe G63 AMG 2014. Các bạn sẽ thấy được là thôi thiết kế thì các bạn sẽ thấy được bằng chính những hình ảnh ngay trước mắt các bạn. Đây, mình sẽ ngồi lên cho để xem có giống ông chủ dầu mỏ không nhá. Yes, tôi là ông chủ đây. Dầu mỏ, ghế da Napa, cắt hình quả chám rất đẹp. 2014 mà các bạn nhìn này, chiếc này lên xuống này có độ nhăn nhưng mà nó rất lì, da Napa. Và ghế này thì tôi có các cái điều chỉnh nhớ ghế vân vân chuẩn của Mercedes thì các bạn thấy rất là rõ ở những cái dòng xe Mercedes rồi, những đời trước này, hình chiếc ghế vân vân, những cái này thì quá quen với thiết kế xe Mercedes. Rồi loa Harman Kardon. Vâng, chiếc ghế trên các dòng xe G này thì cũng sẽ điều chỉnh được các cái tựa hông hai bên này.
Đấy, bảo điều chỉnh ngay bằng cái bảng điều khiển bên này ạ. Có thể bơm lưng, có thể ép hai cái này vào để cho nó ôm phần sườn hơn, vân vân, thì điều chỉnh trên này. Nhưng mà có lẽ là những cái thiết kế này của 2014 thì nó đã rất đặc trưng của các cái dòng Mercedes trước đây rồi. Nhưng mà thứ mà cho đến bây giờ G mới nhất 2019 mà ngay tại MT88 này cũng sẽ về trong thời gian tháng 4 này thôi. Bản Edition 1 thì cũng sẽ về, thì có những thứ nó sẽ không thay đổi. Khóa vì sai ạ. À, khóa cầu trước này, khóa vi sai trung tâm này và khóa vi sai cầu sau. Có lẽ bây giờ đây là một chiếc xe thương mại nhất trên thế giới còn trang bị tới 3 khóa vi sai thưa các bạn. Nhưng cái điều này rất hay là nếu như cài ở cái chế độ số thấp thông thường nhé, cài ở chế độ low gear ấy, cầu chậm ấy, thì thông thường xe chúng ta phải trả về N phanh lại tốc độ bằng 0 mới đóng được. Nhưng G không cần, nếu bạn trả về N, mình nhớ không nhầm là chạy dưới 100 km vẫn đóng vào cầu chậm được. Bạn có biết chiếc xe nào hiện tại như thế không nhỉ? Xin vui lòng chia sẻ nhé. Xin vui lòng chia sẻ bằng cách comment ngay bên dưới clip giúp mình. Đấy. Và thưa bạn, AMG 63 AMG, G 63 AMG. Chỉ cần đề thôi, chỉ cần đề thôi thì các bạn sẽ thấy là tiếng sư tử nó gầm như thế nào. Đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng G-Class cho đến bây giờ nó chính là động cơ, nó chính là hệ thống dẫn động, nó chính là cái khả năng vận hành siêu việt, vừa chạy cực kỳ nhanh và có thể ôm cua tốc độ cao trên những đường con đường nhựa, nhưng đồng thời từ đường nhựa rẽ vào đường bùn lất, vân 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 vân. Và có lẽ cũng như lời của tổng giám đốc Mercedes đã từng chia sẻ với tôi, chỉ thiếu là chấp cho nó đôi cánh để nó có thể tạo được lực nâng mà nó bay lên. G nó là vậy, chứ nó không phải là đi cứ êm êm nhẹ nhẹ trong phố. Tất cả những cái cần số cơ điện tử này vân vân, thưa các bạn lập trình lớp 3 nó cũng sẽ hiểu được rằng là khi mà chúng ta đang đi nhanh thì không bao giờ về đóng P được. Nó chỉ là đơn giản một cái thuật toán điều khiển thôi thưa các bạn. Nó có chuyển từ đây hay là chuyển lên vô lăng thì đó là những cái thuật toán nó rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ lên hàng ghế sau nhá. Vâng, ông chủ của những dòng xe này là không chỉ thích lái mà còn đôi khi thích ngồi hàng ghế sau để nghe. Vâng, các bạn sẽ thấy vâng, thưa các bạn sẽ thấy được cái chất liệu da này trên dòng G. Nếu như nói về off-road thì đây là một trong những cái mẫu xe là đáng để nằm trong bộ sưu tập của bất cứ một đại gia nào, và tôi tin rằng đây là một mẫu xe cũng rất là đáng mơ ước. Nhưng mà thứ mà độc đáo của G nữa ấy là, xin mời các bạn hãy ra phía sau ạ. Da rẻ đẹp rồi. Thưa các bạn, bao nhiêu năm chiếc cửa vẫn mở như thế này. Và các bạn hãy xem, tôi nhớ rằng chính một cái khoang xe này rất nhỏ nhắn này mà một người đàn ông đã đi vòng quanh trên thế giới. Ông ấy đã từng đến Việt Nam. Xin lỗi, tôi đã từng quên mất tên. Tôi đã từng gặp ông ấy rồi. Hơn 80 tuổi. Và trong một cái khoang xe như thế này, ông ấy bố trí toàn bộ một cái tủ, một cái bếp, như một cái căn chung cư nhỏ để ông ấy và bà vợ đi vòng quanh khắp trên thế giới. Đó, một chiếc xe G cổ nhưng giúp ông ấy đã chinh phục vòng quanh trên thế giới với những đường địa hình cực khó. Đó là một kỷ niệm có lẽ là vô cùng vô cùng đáng nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy sang chú sư tử nhỏ tiểu hổ bên cạnh. Vâng, tiểu sư tử bên cạnh để xem. Chúng ta hãy xem. Mình phải tắt cái động cơ, xin phép anh em tắt cái động cơ này đi, chứ không là bên này ngồi lại đạp nhầm chân ga, lại cứ tưởng xe này nó gầm thét là mình lại thích, lại mình đạp nhầm chân ga, trong khi này con này nó lại êm. Vâng, chú tiểu sư tử này mặc dù có kích thước to hơn nhưng mà tôi vẫn gọi là tiểu sư tử bởi vì nó có gầm được đâu. Land Cruiser này, 5.7 này, 381 mã này, 544 Newton mét này, đó.
Và các bạn có thể thấy là đời 2016 với dù sao thì mình cũng phải thừa nhận rằng là cái bản ở Mỹ nó có cái thiết kế khá là mạnh mẽ và đẹp, nó có cái gì đấy chất rất là riêng. Ví dụ những cái tín hiệu đèn, một cách thiết kế của đèn này, các bạn sẽ thấy là đầy đủ 4 beam luôn. Ánh sáng mình nghĩ là tốt, bởi vì tiêu chuẩn và theo tiêu chuẩn Mỹ ấy, thì các bạn sẽ thấy được là họ yêu cầu rất là cao, những cái chất lượng xe cũng vậy. Tất nhiên đấy là đây. Bây giờ mình sẽ ngồi vào. Đấy. Để nổ máy lên. Mọi thứ nó rất êm ái, nó cũng là vô lăng, nó cũng là ghế da, ghế da màu rất đẹp. Nhưng thực sự để mà nói thì để mình ngồi vào cái khoang xe để mà wow lên, để mà cảm nhận đó là một chú sư tử hay cái gì đấy thì phải là G thưa các bạn. Nó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có thể nó đã nằm trong đầu của tất cả mọi người nếu như những ai mà đã từng xem qua, đã từng đọc về truyền thuyết về G thì có lẽ là sẽ là khác. Nhưng mà với một mẫu Land Cruiser, các bạn hãy xem, tôi có một cái không gian rộng hơn này. Đương nhiên rồi, nếu mà kích thước thì là cái gì chả to hơn. Do thiết kế form thôi. Bảng màn hình này to hơn này so với 24 nhá. Màn hình này mình tính là khoảng 9 inch thưa các bạn. Vô lăng khả năng là to hơn. Nhưng mà thưa các bạn, tất cả các bản nhập Mỹ các bạn sẽ thấy này, có đời 2016 nhá, có hỗ trợ giữ làn này, đấy, cảnh báo chệch làn đường này, có cảnh báo va chạm trước này. Tiêu chuẩn ở Mỹ những đi cái này cực kỳ quan trọng, hay là cảnh báo điểm mù trên gương. Thưa các bạn sẽ thấy là đi ở những con đường cao tốc ở Mỹ rất rộng, và thậm chí mỗi bên nó tầm tới mười mấy làn xe chạy, thì khả năng những chiếc xe rơi vào điểm mù thưa bạn rất là lớn. Tôi chạy rồi tôi biết. Cho nên là những cái này là trang bị đương nhiên là phải có, đương nhiên luôn, có thể nó là phải tiêu chuẩn. Nhưng mà những cái trang bị này thì thưa các bạn, bây giờ trên xe nào chả có, xe nào cũng có. Cái này dễ, nó không khó, bây giờ nó thành cái cơ bản rồi. Nhưng mà cái thứ mà tôi rất muốn so sánh với các bạn là đây, động cơ chúng ta đã nói rồi, động cơ AMG Biturbo 5.5 và động cơ 5.7 bạn Land Cruiser nhập Mỹ nó đã khác nhau về chỉ số rồi. Nhưng cái thứ hai là về cái hệ thống gài cầu thưa các bạn. Các hệ thống gài cầu đây, nếu như chúng ta chỉ có thấy được một cái V-Sign ở trung tâm này. Đấy. Land Cruiser cũng rất nổi tiếng về cái việc mà đưa chúng ta đến một điểm mà nó có thể hoàn thành cái sứ mệnh đưa chúng ta đi về. Nhưng đấy là cái địa hình nào? Có lẽ chúng ta sẽ phải nên phải thử, có một cái cuộc đọ sức nào đấy. V-Sign trung tâm này. Nhưng mà cái hệ thống gài cầu trên này thì đây nhá, ví dụ để mình thử này, mình chuyển từ quy trình chuyển này. Chuyển từ cầu nhanh sang cầu chậm mình sẽ phải về N này. Đấy, thưa các bạn. Rồi, mình sẽ phải push xuống và như thế này, chuyển sang cầu chậm. Đó, và lập tức mình có thể lựa chọn được cái chế độ địa hình. Các địa hình. Bây giờ thì trên các cái dòng Ford Raptor rồi chúng ta có thể địa hình, hay thậm chí Triton cũng thế, có địa hình chạy là đây, bùn và cát này, rồi là đá trơn này. Đấy, vân vân, tất cả những cái đường leo đá, tóm lại đá to hơn này, rồi đó. Và leo đá này cũng có. G cũng có. Nhưng vấn đề là khả năng là như thế nào? Và một ông huyền thoại về giá trị lịch sử, và một ông huyền thoại được đánh giá tại Việt Nam, được ghi nhận tại Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy là, mà cũng rất hay nhá, khi mà những chiếc xe mà chuyển sang chế độ cầu chậm thôi các bạn, để chạy địa hình trơn trượt ấy, bám thấp ấy, thì đương nhiên rồi các cái hệ thống về ESP kiểm soát bám thì nó sẽ tắt đi. Nếu không thì nó cứ trượt cái đốc phanh thì chúng ta sẽ không đi được. Thì khi chạy ở chế độ cầu chậm, nếu như chúng ta có dùng thì cũng phải cẩn thận. Và một chiếc xe to thưa các bạn sẽ phải có hệ thống hỗ trợ quay đầu. Đây, hệ thống quay đầu. Khi mà đi trong phố quay đầu chỗ hẹp thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái này. Thì bán kính quay vòng nó sẽ giảm đi, xoay sở nó sẽ ấy hơn, nó sẽ dễ hơn. Rồi, đó. Thậm chí khóa V-Sign, mỗi khóa V-Sign trung tâm này.
Sự tôn trọng trên G-Class là khóa vi sai nằm ở vị trí, đây ạ, vị trí ngay cái mắt bạn nhìn, cái tay bạn chạm là nó là dễ nhất. Và đó là giá trị của G-Class. Tất nhiên giá trị của Land Cruiser nó còn nằm ở nhiều cái yếu tố khác nữa trong quá trình về sử dụng cơ. Bây giờ mình sẽ trả chế độ ra. Vâng, trả cũng rất là phức tạp chứ cũng không phải đơn giản. Rồi. Còn về trang bị các bạn sẽ thấy là cái Land Cruiser sẽ có những cái này to hơn này. Ở đây có cool box không? Có. Đây, bật cái này lên, có. Thì những cái chức năng trên Toyota Land Cruiser vân vân thì chúng tôi cũng đã giới thiệu khá nhiều rồi. Rồi sưởi vô lăng, rồi sưởi ghế thông gió, rồi những cái đấy thì bây giờ xe hàng nó cũng đầy. Những cái trang bị này thì nó trở nên quá đơn giản trên tất cả những cái dòng xe hiện đại ngày nay rồi. Nhưng phải nói ra giá trị của Land Cruiser nếu mà chúng ta ngồi chúng ta sẽ cảm thấy rất là rộng. Và đi nó cứ như này, nó êm nhẹ nhẹ. Và đặc biệt chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng âm thanh gì cả. Không nghe tiếng bô. Đấy. Thì và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ra hàng ghế sau nha các bạn. G-Class ở hàng ghế sau, lúc nãy tôi nhớ các bạn nếu mà đã xem thì cũng có hai màn hình. Bản nhập Mỹ Land Cruiser cũng có hai màn hình đó. Màn hình sẽ to hơn. Rồi. Ghế da sờ cũng thích. Ghế da cao cấp. Bệ tỳ tay to đùng. Tôi là Land Cruiser mà. Xác tôi to lắm. Ngồi rộng rãi. Đó là giá trị của Land Cruiser. Nó cũng có thể đi được những cái địa hình nhưng mà nó ôm cua sẽ không cao như được G-Class. Điều đấy là có thể chủ quan mà nhận định. Nhưng mà tôi cũng dám chắc luôn. Và thưa các bạn sẽ thấy được là mẫu xe này là có tới 4 cái 4 điều hòa 4 vùng. Điều hòa 4 vùng độc lập. Với cái tiện ích mà cho cái nhu cầu sử dụng bình thường thì thực sự mà Land Cruiser nó đáp ứng quá tốt luôn rồi các bạn. Cái gì họ cũng tính toán cho cái người sử dụng. Và họ nâng tầm lên thì đó là Lexus. Họ tỉ mỉ hơn thì đó là Lexus. Để mà nói về làm thị trường thì Toyota và Lexus cũng là quá siêu luôn. Còn nhưng mà để về nói về làm những chiếc xe anh hùng thì đó là mẹ. Tất nhiên còn nhiều hãng xe nữa. Nhưng mà mỗi hãng nó sẽ đi theo một cái giá trị khác nhau. Và họ đều là những hãng rất thành công trên thế giới. Và mỗi chiếc xe thưa các bạn đều có những cái giá trị riêng của nó. Còn bạn, với sau khi ra biển hết, tôi tạm tính là cả hai mẫu xe này nếu như chúng ta cho ra biển và thuộc về của tôi đều là nó tương đối nó khoảng hơn 7,5 tỷ một chút. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn xe nào? Bạn hãy vui lòng dành một chút thời gian thôi cho ý kiến sâu sâu một chút ở bên dưới video của chúng tôi nhé, bằng cách comment. Và đừng quên rung chuông and subscribe kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.